Alo ạ, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi nhận định liên thị trường cùng với Finasat. Thì hôm nay thứ ba, tối thứ ba hàng tuần thì Phát sẽ cùng với anh chị mình cùng review bức tranh tổng quan của toàn thị trường và cùng đưa ra những cái kế hoạch giao dịch cho những ngày tiếp theo. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đầu tiên sẽ nói về cái thị trường chứng khoán Mỹ. Thì hiện tại chứng khoán Mỹ có những nhịp rung lắc trước những cái thông tin về cái báo cáo gần nhất về về lao động và việc làm của Mỹ, và sẽ xảy ra nhịp rung lắc. Phần thứ hai chúng ta sẽ review về giá dầu và đô la, chỉ số đô la, vàng và Bitcoin có những biến động như thế nào trong tuần vừa qua, và có những cơ hội nào để giao dịch ngắn hạn hay không, để trading hay giao dịch hay không. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà rất nhiều cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu trong VN30, cổ phiếu vốn hóa lớn, có những cái biến động rất là mạnh, và từ biến từ giá xanh chuyển biến từ giá xanh và quay đột ngột quay trở lại giảm sàn. Thì chúng ta sẽ cùng nhận định về việc là liệu những cái áp lực bán ngày hôm nay và sự đồng loạt giảm sàn của những cổ phiếu trên, thì những cổ phiếu vốn hóa lớn á, nó có làm thị trường sẽ quay trở lại kết thúc cái nhịp hồi phục này chưa, hay thị trường chỉ là một cái nhịp rung lắc mà có biên độ mạnh hơn và vẫn còn dư địa để hồi phục tiếp. Thì đó là vài và là những cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau sẽ thảo luận và trao đổi ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về bức tranh toàn cảnh. Hôm nay tiền đang giao dịch nhiều ở vàng, Bitcoin và cổ phiếu là ba loại tài sản được dòng tiền tham gia nhiều. Đô và dầu thì cái tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư ít hơn, nhà giao dịch là ít hơn, thấp hơn so với những loại tài sản còn lại. Thì xét về tính chu kỳ thì hiện tại chỉ số Dow Jones vẫn đang ở pha dẫn dắt, có những cái áp lực điều chỉnh và áp lực chốt lời, nhưng nhìn chung vẫn ở mặt bằng dẫn dắt. Nhóm chỉ số chứng khoán đó là chứng khoán VN, chỉ số VN-Index và chỉ số VN 30 đang đang tiến dần tới pha tăng trưởng và dần tiến đến hồi phục. Thì đó là một chỉ báo tích cực cho chứng khoán Việt Nam. Tương tự là đây là vàng á, thì cũng đang hướng về pha tăng trưởng, là vào cái vụ nhịp hồi phục. Phía ngược lại thì có đô la, giá dầu đang tiếp tục pha điều chỉnh, và Bitcoin vẫn như như trong suốt thời gian dài vừa qua thì vẫn ở trong cái vùng pha xíu. Thì nhìn chung thì phía mạnh thì chúng ta đang có vàng, có chứng khoán Việt Nam, và là nhóm chỉ báo, nhóm tài sản đang theo cái chiều hướng là theo chiều hướng tích cực và đang vào tiến về pha tăng trưởng. Dow Jones có những áp lực điều chỉnh nhưng chưa đáng lo ngại ha. Còn nhóm yếu thì chúng ta sẽ có giá dầu, đô la index và chỉ số Bitcoin. Thì đó là bức tranh toàn cảnh. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Thì hiện tại á, thì ngày hôm nay thì cái thông tin thì có những cái lý do mà khiến là việc Fed sẽ có những cái động thái sẽ không có sớm, tức là họ sẽ tiếp tục duy trì những cái chính sách thắt chặt lãi suất trong thời gian tới. Liên quan đến một số có liên quan đến thị trường lao động, như là một số những cái việc là và người tái không đủ cái lực lượng là tái nhập lao động nè, và khiến cái giảm phát cái tiền lương á, nó sẽ khó khăn hơn cái việc là giảm phát cái tiền lương. Ngoài ra thì nhân sự dồi dào nè, về các mảng bên liên quan đến phần mềm á, thì nó lại có cái dấu hiệu là dư thừa ở ở mảng phần mềm này, khiến có thể xảy ra cái hiện tượng sa thải trong thời gian tới. Và ngoài ra thải ở mảng này trong thời gian tới. Và cuối cùng là nhiều rất nhiều công ty thành lập trong 2 năm vừa qua, khiến cho cái việc là tiền lương vẫn tiếp tục duy trì mức cao. Thì đó là một số những cái thông tin mà khiến cho cái việc là nhà đầu tư đang có những lo ngại về cái việc là Fed sẽ hạn chế, tức là và sẽ vẫn sẽ tiếp tục mạnh tay trong việc thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới. Cái tỷ lệ dự báo của nhà đầu tư hiện tại á, thì ở thời điểm tuần trước thì đâu đó là trên 90%, thì nhà đầu tư tin tưởng rằng sẽ là tiếp tục là cái việc là Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 0.5% trong cái kỳ review tới đây. Tuy nhiên thì cái con số này chỉ giảm xuống còn 79% trong 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 tuần thời điểm hiện tại, thì đã giảm xuống 79% sau những cái thông tin về liên quan đến thị trường lao động. Thì nhìn chung với cái tỷ lệ dự báo này và nhìn chung những cái thông tin còn lại và cái định hướng của Fed trong những cái kỳ phát biểu trước đó,
thì mặt bằng chung thì khả năng Fed chỉ tăng khoảng 0.5% thôi. Còn những cái thông tin này, những cái gọi là nó nghiêng về những cái định hướng dư luận và khiến cho thị trường có những cái nhịp rung lắc trước khi vào xu hướng thôi, thì mình đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ cũng chưa có gì gọi là xấu và đáng lo ngại. Rồi chúng ta sẽ nhìn thêm về cái chỉ số về Dow Jones, chỉ số chứng khoán Mỹ, thì chúng ta thấy là kết thúc cái chu kỳ giảm điểm rồi, đã vào cái vùng hồi phục ha. Thì ở đây á, cái nhịp hồi phục này vẫn đang được duy trì, có gặp những cái vùng cản quanh áp lực quanh 34.100 á, thì có những cái vùng cản và có những cái vượt cản và tạo những cái nhịp hồi phục. Hiện tại á, thì chúng ta thấy có một cái lực bán, tức là ở đây cái dần cái đỉnh sau nó cũng không có tăng mạnh, tức là nó sẽ đây nó có độ nghiêng, tức là cái mức độ mà đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất cũng tương đối, nhưng mà đỉnh thứ ba cao hơn đỉnh thứ hai không nhiều, tức là những cái sự lo ngại nó cũng đã dần dần lớn hơn rồi, và cái đoạn này thì cho thấy những cái áp lực của thị trường cũng có những cái sự gia tăng đó. Và trước mắt thì cũng chưa đến nỗi là quá xấu khi mà vẫn giữ được trên cái đường trung bình 20 phiên này. Tuy nhiên, nếu những cái động thái mạnh hơn và áp lực mạnh hơn thì có thể là khiến cho chỉ số Dow Jones này sẽ chỉnh sâu hơn về vùng khoảng quanh 32.900 đến 33.000 điểm. Thì trong trường hợp xấu đó, trong cái trường hợp là áp lực bán và những thông tin theo cái chiều hướng kém khả quan sẽ ra nhiều hơn, thì sẽ có thể sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, về mặt bằng chung về xu hướng trong trung hạn đã qua cái chu kỳ giảm điểm rồi thì đã vào hồi phục rồi, những cái nhịp này là những điều chỉnh để mà mình, nếu có điều chỉnh xảy ra thì mình chủ yếu là mình gia tăng tỷ trọng thôi, chứ không có gì chưa có gì gọi đáng lo ngại hết. Và nếu mà rõ hơn thì hiện tại những cái vị thế mình đã tham gia trước đó mình tạm thời mình chốt lời đi, và đợi đến cái kỳ review lãi suất tiếp theo của Fed vào khoảng giữa tháng 12, 15 tháng 12 tới đây á, thì nếu có điều chỉnh thì mình sẽ canh theo chiều hướng, là chủ yếu là theo chiều hướng long thôi, chiều hướng mua vào thôi. Một là mình sẽ mua quanh 34.000 để thăm dò, nếu có tạo nến đảo chiều quanh đây, còn nếu mà để có rung lắc mạnh hơn xảy ra thì mình canh mua quanh mức 32.900 đến 33.000 điểm, chủ yếu là theo chiều giao dịch, theo chiều mua là chính. Ở đây thì bán mua bán cũng khá là giằng co nên cũng chưa có đủ cơ sở, và để quyết định thì tạm thời là mình có những vị thế trước đó thì mình chốt lời trước và mình chuyển sang trạng thái theo dõi và chờ mua là chủ yếu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về thì review về giá dầu, đô la, Bitcoin và vàng. Thì về giá dầu á, trong tuần rồi thì thông tin thì nó cũng không có liên quan đến hai vấn đề thôi. Đầu tiên á, là cái việc tăng lãi suất nè, trong lo ngại về việc tăng lãi suất ảnh hưởng đến cái việc đó là nhu cầu năng lượng hồi phục, thì nó sẽ là thông tin theo chiều hướng kém khả quan. Còn ngược lại thì có những cái nới lỏng của về chính sách Zero Covid ở Trung Quốc, trong cảnh là cũng có những cái đợt chống đối và biểu tình trong thời gian vừa qua, thì hai thông tin này nó cũng khá là đối lập với nhau, một tin tốt và một tin xấu. Nhìn chung thì nó cũng tạo thế giằng co cho giá dầu. Và giá dầu thì hiện tại á, thì đã test lại vùng 76 đô la trên một thùng lần thứ 3 đó. Và vùng này thì với cái nền này, với test 3 lần vùng này tạo đáy ngay đây, thì vẫn chưa biết là có điều chỉnh và thủng cái nền này hay không. Tuy nhiên là tạm thời mình có thể thấy được là vùng này đã hai lần phản ứng, lần thứ ba này đang có những cái dấu hiệu khựng lại, thì chờ nếu tạo rút chân một lần nữa thì mình có thể tham gia giao dịch, nhưng ở đây không phải giao dịch mà tỷ trọng thấp thôi, và giao dịch theo cái biên là biên đi ngang là chủ yếu, và cái biên độ mà dự kiến cho cái nhịp dao động của dầu trong thời gian tới đây nó sẽ nghiêng về từ 76 đến 83, và nếu vượt 83 đô la một thùng này có thể tiến đến khoảng 91, thì mình có thể canh theo chiều hướng ngoài nếu có nến rút chân như cái nến trước đây nè, thời điểm trước đó thì mình sẽ canh tham gia theo chiều hướng mua vào, và mình cũng kỳ vọng thấp thôi. Còn không thì mình sẽ có thể lựa chọn giải pháp đứng ngoài đối với cái xu hướng không rõ ràng thời điểm hiện tại. Rồi thì anh chị có thể tham gia cân nhắc về tỷ trọng tham gia hay chịu không mua với tỷ trọng thấp hoặc đứng ngoài đối với giá dầu. Rồi tiếp theo là về đô la index, chỉ số sức mạnh đồng đô. Thì
mình cũng cập nhật rất nhiều rồi ha, thì cái chỉ số này đã kết thúc chu kỳ giảm giá rồi. Trong tuần vừa qua thì có những cái nhịp test về mức là 104.5 đến 105 đô điểm, thì hiện tại có những cái lực hồi phục khi test hỗ trợ. Thông tin thì cũng kỳ vọng là cái việc là Fed sẽ duy trì cái lãi suất và đồng đô mạnh, nhưng cái thông tin này cho thấy là sự phản ứng hiện tại chưa thấy cái thông tin này phản ứng chưa có đủ mạnh, và nhìn chung mặt bằng vẫn là đang cái chiều hướng là điều chỉnh. Những cái mốc tiếp theo đó là về là 101 hoặc là xa hơn có thể 97.5 đến 98 điểm, thì đó là xu hướng vào quán tính lực bán, áp lực bán vẫn còn rất mạnh, dòng tiền lớn thì hiện tại vẫn đang bán ra. Thì nhìn chung thì chỉ số này nếu giao dịch thủng cái mốc 104.4 này thì mình tiếp tục theo dịch theo cái chiều hướng giảm thôi, lệnh bán xuống thôi, và hold những cái lệnh giữ, nắm giữ những cái lệnh bán trước đó là chủ yếu, chứ không tham gia mua ngược lại ở thời điểm hiện tại. Rồi thì đó là về chỉ số về sức mạnh đồng đô. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về vàng và đồng Bitcoin. Thì vàng á, đây mình cũng có review những cái trước đó ha. Thì vàng á có những cái nhịp thoát khỏi cái kênh giảm rồi, bắt đầu vào hồi phục ha, và sau khi test được MA20 á thì lại tiếp tục cái đà tăng, và nhịp này lại tiếp tục một lần nữa là đang test MA20 một lần nữa. Thì nhìn chung xu hướng vẫn đi lên thôi, mình sẽ nắm giữ theo chiều hướng là mua á. Nhưng mọi người cần chú ý, nhà đầu tư cần chú ý đó là một cái vùng áp lực quanh đây là có những cái áp lực bán lớn dần rồi đó, là quanh cái mức là 100.800 ha. Nếu vượt mốc 1.800 này thì mình hãy tham gia tỷ trọng, tham gia giải ngân mới theo cái chiều hướng mua vào đến cái mốc là 1.870 đô la trên một ao, thì đó là những cái biên mà mình sẽ giao dịch. Còn vùng này thì nếu có vị thế mua trước đó rồi thì mình cam mình chốt lời, và vượt cái mốc này thì mình lại giao dịch từ 1.800 đến 1.870 đô la trên một ao. Thì đó là những cái định hướng về giao dịch tiếp theo. Còn quán tính thì nó hơi yếu, cho nên là tạm thời mình chốt lời trước, rồi mình chờ những cái động thái tiếp theo của thị trường, phản ánh tiếp theo của thị trường để mà mình tham gia giao dịch. Còn về Bitcoin thì cũng không có gì mới hơn, khi mà hiện tại thì tiếp tục trong cái đây thì mình xóa cái này. Rồi ok, rồi Bitcoin thì mọi người thấy ha, nhìn chung á thì vẫn đang trong xu hướng giảm thôi, tích lũy lại tiếp tục giảm, tích lũy lại giảm, nhìn chung cũng không có gì mới hơn đối với loại tài sản này. Tích lũy xong lại tiếp tục giảm, tích lũy tạo nền xong đi ngang một giai đoạn lại tiếp tục phá nền và giảm. Nếu mình giao dịch thì chủ yếu là mình canh những cái đoạn mà tích lũy hồi lên quanh khoảng 17.450 đến 17.500 á, mình canh những cái lệnh đó, mình sell Bitcoin giọt xuống là chủ yếu thôi. Lực bán vẫn rất là mạnh ha, bán thì vẫn đang áp đảo hoàn toàn ha, nhưng mà dạo này chuyển sang dạng con một xíu. Nhìn chung thì chỉ số này thì giao dịch theo cái chiều hướng bán, mà thời gian nếu mà đi ngang tích lũy cũng khá lâu, cho nên là tạm thời là đứng ngoài đó, chờ khi nào nó xác nhận nó phá thủng nền tiếp thì mình lại tăng theo chuyển hướng bán tiếp, chứ không mua dạo này thì cũng nếu có tham gia thì tham gia lệnh sell thôi, nhưng mà thời gian nắm giữ cũng khá lâu, cho nên là tỷ trọng mà mình tham gia thấp và vừa phải ha. Rồi thì đó là những bức tranh về thị trường chứng khoán thế giới. Rồi chúng ta sẽ quay lại về những thông tin và những bức tranh thị trường trong nước. Thì thị trường trong nước á, thì thông tin mà chú ý nhất trong ngày qua đó là thông tin về cái việc là ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh và cái nới room cái tín dụng lên, tăng lên là khoảng 11.5 đến 2% cho toàn cái hệ thống tín dụng. Thì cái thông tin này thì mặt bằng chung nó là thông tin về cơ bản, nó là thông tin tốt cho hệ thống tín dụng và cho nhóm ngân hàng. Tuy nhiên á thì Việt Nam mình đang có một cái hiệu ứng là trước khi thông tin thì đã có trước khi thông tin chính thức được công bố thì cũng đã có những thông tin rumor, những thông tin đồn đoán trước đó rồi. Và khi mà cổ phiếu đã chạy trước khi ra tin, và khi tin ra thì nhà đầu tư lại bán cổ phiếu và gặp áp lực bắt chốt lời ngày càng lớn hơn. Về xuất nhập khẩu thì nhìn chung số liệu xuất nhập khẩu trong tháng 11 cũng không khả quan lắm, khi mà nó có sự sụt giảm về cái xuất khẩu nè. Nhưng mà mặt bằng chung thì xong cả năm thì cũng có cả năm nay thì vẫn đang tăng trưởng.
so với thời điểm cùng kỳ. Thì nhìn mặt bằng chung thì trong tháng 11 cũng không phải là số liệu chưa có mấy gọi là khả quan cho cái kim ngạch xuất nhập khẩu. Rồi, tổng kết lại thì về mặt tin tức á, thì thị trường cũng cũng không có những cái thông tin gọi là ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường, chủ yếu là xoay quanh đến cái việc là liên quan đến đến cái hoạt động nếu room tín dụng, nhưng mà tin nó đã được rumor, đã dự đồn đoán trước đó rồi, và tin ra thì lại gặp áp lực bán. Còn về VN-Index thì chúng ta sẽ thấy được là cái nhịp hồi nhìn chung cái xu hướng thì vẫn đang trong xu hướng giảm, chưa vào cái chu kỳ tăng giá, thì đó là yếu tố đầu tiên mình cần nhận định. Yếu tố thứ hai thì cái nhịp hồi vừa qua nó mang theo một cái lượng dòng tiền lớn tham gia, sự tham gia của một nhóm nhà đầu tư và dòng tiền cũng tham gia rất là nhiều trong thời gian vừa qua ha, thanh khoản tăng đột biến trong những ngày vừa qua, thì đó là một tin tích cực, tín hiệu tích cực, và dòng tiền khối ngoại vẫn mua ròng trên thị trường. Thì cái việc mà khi mà tăng mạnh gặp những áp lực bán chốt lời mạnh, đó là chuyện hết sức bình thường trong cái điều kiện thị trường mà tâm lý thị trường vẫn đang lo ngại. Cái phiên điều chỉnh này thì có những áp lực thanh khoản tăng cao nhưng chưa xấu, chưa vi phạm về cái xuyên tắc xu hướng, và khả năng thì sẽ có những cái nhịp test đâu đó sẽ quanh về mốc đó là EMA 10, tức là quanh khoảng 1030 đến 1040 là sẽ có một cái nhịp test quanh vùng này, và nếu tạo được hồi phục thì sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và chinh phục cái thoát khỏi cái trend giảm này, cũng như là cái xu hướng chứng khoán nước ngoài đã đi trước mình một đoạn rồi, cũng khoảng một cả tháng rồi, cho nên nó là những cái nhịp rung lắc này là chuyện bình thường và chưa, hiện tại chưa có gì gọi là đáng lo ngại về về kỹ thuật, chưa có vấn đề gì quá vi phạm, vẫn duy trì trên EMA 10. Một số cổ phiếu mà đang dẫn dắt thị trường trong thời gian vừa qua như là Hòa Phát nè, tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua, thì nhìn chung á đây việc test khi sau khi mà thoát khỏi trên giảm thì test lại là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. STB nè đó, cũng tương tự ha, STB cũng cũng đang hồi phục tích cực nè, có những cái nhịp test sau khi break break khỏi trên giảm, đó là chuyện bình thường của những cái cổ phiếu này. Và tất cả tiền á, dòng tiền thì chúng ta sẽ thấy khi mà thị trường hồi phục nhìn chung thì nhóm cổ phiếu mà vốn hóa sẽ hồi phục trước. Rồi sau đó bắt đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy được sự lan tỏa dòng tiền khi một số những cái cổ phiếu như là HAH nè, hóa chất như là Đức Giang hay là CFV và những cổ phiếu như Đạm á, thì cũng đã có những cái dòng tiền thu hút và sự dịch chuyển cái dòng vốn, luân chuyển dòng vốn từ nhóm mid cap, nhóm blue chip sang mid cap. Thì xưa thường thì những cái chuyện này là chuyện bình thường của thị trường, tại vì thị trường luôn luôn bắt đầu từ từ nhóm hồi phục từ nhóm trụ và lan tỏa sang mid. Thì nhưng mà cái đà băng của nhóm trụ cổ phiếu mà trong VN30 như Hòa Phát, như STB và những cổ phiếu mà vốn hóa lớn á, thì vẫn chưa có những cái dấu hiệu kết thúc, cho nên á là khả năng thì mình dự báo đây là một cái nhịp test của thị trường và chưa có những tín hiệu gọi là những thông tin nào quá tiêu cực của thị trường, cho nên khả năng là một cái nhịp rung lắc mà mang tính chất mạnh hơn để rũ hàng mạnh hơn. Dòng tiền thì hiện tại vẫn đang duy trì trong thị trường, cho nên là khả năng nhịp test này sẽ rất là mạnh, rung mạnh. Thì đâu đó nếu mà mình nhà đầu tư mà canh giao dịch ở nhóm cổ phiếu trụ thì có thể chờ tạo đáy quanh 1030 và tạo nến rút chân quanh, hoặc là an toàn hơn thì chờ 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 những gọi là tín hiệu đảo chiều xuất hiện, thì mình sẽ tín hiệu đảo chiều và xác nhận cái tín hiệu đảo chiều thì mình sẽ dịch. Thì cổ phiếu mà mình chú ý trong thời gian tới đó là những cái cổ phiếu mà dẫn dắt trong thời gian vừa qua. Thì về thép thì có Hòa Phát nè, đó đang rất là khỏe, thoát khỏi trên giảm nè, STB ngân hàng nè, chứng khoán thì chúng ta có VCI, đó là những cổ phiếu mà đang đang cũng đang hồi phục rất là khỏe trong nhịp hồi vừa qua. Đó. Nhìn chung thì banh chứng thép vẫn là những cái cổ phiếu mà mình vẫn có thể sẽ còn vẫn có thể giao dịch được trong thời gian tới, sau cái nhịp rung lắc này vẫn có thể tiếp tục giao dịch. Còn về bất động sản thì nhìn chung thì về lo ngại về ngành nghề và diễn biến của cổ phiếu bất động sản thì mình vẫn còn hơi khá là lo ngại, cho nên là mình hiện tại vẫn hạn chế chưa tham gia nhóm bất động sản này. Và ngoài ra thì ngắn hạn thì nhóm mid cap thì cũng có sự
có bắt đầu có dòng tiền vào, nhưng mà mình đánh, nếu mà mua anh chị có tham gia room tư vấn và view về thị trường sớm một xíu thì có thể mua trong tuần rồi, còn tuần này thì mua khả năng cũng chưa chắc là đạt kịp T. Nếu mà anh chị lỡ cái phiên midcap ngày hôm nay và phiên thứ sáu thì có thể chờ, chịu khó chờ thêm một khoảng 2 đến 3 phiên đến cuối tuần thì mình sẽ giải ngân vào nhóm trụ những cổ phiếu Hòa Phát, STB có những cái nhịp rung lắc về giá tốt thì mình sẽ tham gia. Rồi, thì đó là cái bức tranh review về toàn cảnh thị trường ngày hôm nay. Thì mình tóm tắt sơ bộ lại thì thông tin thì cũng không có nhiều thông tin ảnh hưởng thị trường, nhìn chung là Mỹ có những cái rục lắc nhưng mà vẫn đang trong chờ cái review của Fed tới đây và xác nhận xu hướng thì mình sẽ tham gia, vẫn có thể tham gia theo chiều hướng là chủ yếu là mua thôi. Dầu thì đang đi ngang, có tạo một cái vùng sideways thì mình có thể mua tỷ trọng thấp trong ngắn hạn. Vàng thì duy trì trên tăng, đô thì đang đang vào xu hướng giảm, thì đô giảm thì mình tiếp tục là canh theo cái chiều hướng bán đồng đô, và vàng thì mình tạm thời chốt lời và chờ những cái điểm bứt phá thì mình sẽ mua mua lại với vàng. Bitcoin thì mình không có điểm giao dịch ha. Về chứng khoán Việt Nam thì những cái nhịp rung lắc hiện tại thì mình chỉ đánh giá là rung lắc và đã rũ bớt cái lượng cung trên thị trường, tức là lượng nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy rồi qua, cho nên cần phải rung lắc mạnh để rũ lượng cung, và càng rung lắc mạnh thì rung lắc mạnh như vậy, rũ cung như thế này thì mình vẫn có thể yên tâm được là hiện tại thì vẫn chưa có gì xấu để mà thị trường sẽ giảm sâu hơn, có khả năng sẽ tạo đáy trong vòng thứ tư thứ năm tuần này, và có thể mình sẽ canh mình giao dịch mình mua vào đối với những cái cổ phiếu mà đã dẫn dắt thị trường trong thời gian qua là banh chứng thép. Còn mình nhóm midcap thì lỡ nhịp này thì mình chờ nhịp sau, còn bây giờ mua thì cũng hơi hơi có thể là sẽ không kịp T, khi mà xu hướng thì vẫn chưa có thể dự đoán là có bệnh hay không thì cũng cũng sớm để nói. Thì đến đây này, những cái chia sẻ về nhận định thị trường của mình thì cũng xin phép khép lại. Thì trước khi nó là lời chào tạm biệt anh chị các bạn thì mình cũng xin ít phút là hiện tại á, giới thiệu thì hiện tại mình cũng có room về tư vấn hỗ trợ anh chị nhà đầu tư sớm nhất và nhanh nhất. Thì nếu anh chị có quan tâm thì mình có thể vào trang finasat.vn một quản trị nè, và mình để lại cái thông tin cá nhân của mình bên đây và đăng ký là chuyên gia tư vấn Phát Lê, thì mà đội ngũ Finasat sẽ liên hệ và hỗ trợ anh chị vào cái room tư vấn. Rồi, đến đây thì video nhận định liên thị trường của mình cũng xin phép là kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.